Rồi, xin chào quý vị và các bạn nha. Hôm nay thì sẵn việc tháo cái đôi lo này ra thì quay để chia sẻ đến quý vị và các bạn xem luôn. Thì đây là cái đôi lo của hãng Untac Bass 30, và khi đóng dây căng lại thì nó như thế này. Thì đôi lo này thùng gỗ lạng nha, rất là đẹp, rất là hay. Một chung còi và một chớp còi thùng gỗ lạng. Thì ở bên đây việc đã tháo ra rồi, mình thấy nó gấu quá, mình tháo ra để xem coi ở bên trong nó như thế nào. Đây là cũ lò bát, cũ lò bát dính cái cũ lò bát của Untac. Bên trong thùng thì cũng khá là đơn giản. Đây là những cái đôi Mỹ cổ mà. Thì cái thiết kế của nó thường rất đơn giản, nhưng mà chất âm của nó khá là hay. Đây là cái kèn, cái chung kèn, cái chung kèn. Đây là cái chép còi ha, cái chép này không biết bên ngoài bọc cái gì nữa, giống như mút vậy anh em. Cái này không hiểu luôn, cũng khá là đẹp, nguyên bản nguyên zin, rất là hay. Cái đôi này đặc biệt nghe nhạc vàng bolero á, hoặc là anh em chơi băng cối nhạc trước năm 75, cái tiếng chung và tiếng chép nó rất là hay. Tiếng chung tiếng chép nó rất là hay, tiếng bass thì khá là mềm mại. Trong tầm tiền anh em bỏ ra thì đáng để sưu tầm chơi cái đôi lo này. Thì những đôi lo Mỹ mà bass 30 giờ giá nó cũng khá là cao. Tuy nhiên thì việc lựa những cái dòng lo mà thị trường giá thị trường không độ lên quá cao để chia sẻ đó anh em. Đây là cái đôi Untac Deluxe bao quay. Ở phía sau này nó có thể là câu bằng cái sợi dây AB cũng được, câu dây vô đây 8 ohm 60W mỗi lo. Đây là cái driver này để tăng tiếng chung tiếng chép. Thì cái còi này khá là lớn, còi này một gang, còn một gang tay, tất cả nguyên bản nguyên zin hết. Bass là viền là gân, gân này là gân vải tẩm dầu, nhưng vậy tấm dầu bass 30 lo cổ mà. Lo cổ thì thường người ta hay chét vào cái gì nè, cái này kêu bằng, mình kêu bằng cái gì ta quên, mà cái này nó như đất, nó như đất nặng của mấy đứa bé chơi vậy đó, cái dạng vậy đó, để bịt kín hơi là thùng này không có lỗ thông hơi. Anh em nào cần thì liên hệ với Việt qua số điện thoại 0963 721519 ha. Đôi lo này thì nó chuyên trị nhạc vàng. Anh em nào đam mê dòng nhạc bolero thì sở hữu đôi lo này, giá cũng rất là tình cảm. Thì anh em hãy liên hệ với Việt qua số điện thoại 0963 721519. Rồi, xin chào anh em nha.